thanh niên nghiêm túc khi chụp ảnh cùng gái xinh chỉ có thể là oppa mắt hiếp Xuân Trường. Trong các bức ảnh chụp cùng các người đẹp Việt, Xuân Trường, đội trưởng U23 Việt Nam đều thể hiện một tư thế rất thanh niên nghiêm túc. Mới đây, Phương Ly vừa đăng tải hình ảnh chụp cùng Xuân Trường, đội trưởng đội U23 Việt Nam tại một sự kiện. Bức ảnh không chỉ khiến các cô gái ghen tị mà cũng khiến họ bật cười với tư thế chụp ảnh của anh chàng. Dù đứng cạnh một cô gái xinh đẹp như Phương Ly, Xuân Trường vẫn rất thanh niên nghiêm túc, đứng thẳng người, hai tay khép phía trước, mắt nhìn thẳng, thần sắc nghiêm nghị, không cười. Khoan đã, nếu theo dõi các bức ảnh của Xuân Trường chụp cùng các sao Việt trước đó thì có thể thấy thanh niên nghiêm túc nhất là thương hiệu của anh chàng khi chụp ảnh cùng gái xinh rồi. Đứng cạnh hot girl em chưa 18 Khay Thi Nguyễn, Xuân Trường vẫn làm mặt lạnh, hai tay khép ra sau. Đứng trên sân khấu với hoa khôi Lan Khuê, mặt Xuân Trường lại đơ như cây cơ thế này đây. Với màn thể hiện xuất sắc trên sân cỏ cùng độ mắt dễ thương ở ngoài đời, các cầu thủ U23 Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng hiện đang là các chàng trai quốc dân mà các cô gái ngày ngày nhớ đêm mong. U23 Việt Nam hiện nay không chỉ là các chàng trai vàng của bóng đá nước nhà, mà là chàng trai vàng của riêng các cô gái. Nếu thủ môn Bùi Tiến Dũng gây ấn tượng bởi những pha cản bóng xuất sắc, Nguyễn Quang Hải gây thương nhớ bởi những đường bóng điêu luyện và những bàn thắng đẹp mắt, thì Xuân Trường làm lim tim các cô gái không chỉ tài năng mà còn bởi sự điềm tĩnh ấm áp của một đội trưởng. Về ngoại hình, Xuân Trường còn sở hữu đôi mắt hiếp với nụ cười không thấy mặt trời như một oppa Hàn Quốc. Thanh niên nghiêm túc hay đơ như cây cơ thì Xuân Trường vẫn rất dễ thương trong lòng các cô gái. Bị ném đá vì làm phiền tuyển U23 Việt Nam ăn tiệc tối, Thanh Bi nói gì? Mọi người đang rất khó chịu trước hành động của Thanh Bi trong thời gian các cầu thủ của U23 Việt Nam dùng bữa tối. Ngày 28 tháng 1, công chúng khắp nơi đổ về sân bay Nội Bài để cùng chào đón các chàng trai của đội tuyển U23 Việt Nam trở về sau những trận thi đấu lịch sử. Theo đó, đây là sự kiện thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý của mọi người từ trước đến nay. Tất cả các con đường ở khu vực này đều rợp một màu cờ đỏ sao vàng. Sau hơn 5 giờ đồng hồ từ sân bay trở về và thực hiện xong các nghi lễ ở sân vận động, các cầu thủ đã có một bữa ăn tối để tiếp thêm năng lượng trước khi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Khi ấy, diễn viên Thanh Bi cũng có mặt trong buổi tiệc này và cô đã nhanh chóng livestream cùng trò chuyện với các chàng trai đang rất hot trên mạng xã hội. Nữ diễn viên liên tục quay hình trong lúc các cầu thủ đang dùng bữa tối. Khi ấy, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều bình luận với mục đích muốn cô dừng lại hành động này. Họ cho rằng cô đang làm phiền mọi người vì ai cũng cần thời gian ăn uống. Sau hơn nhiều giờ đồng hồ thực hiện các thủ tục khi về nước. Hàng loạt bình luận chỉ trích mong nữ diễn viên buông tha cho các chàng trai để họ ăn tối ngon miệng. Đứng trước luồng ý kiến trái chiều từ phía dư luận, Thanh Bi đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi sự việc. Trả lời cho một trang thông tin điện tử, cô bộc bạch. Đó là một buổi tiệc riêng tư được tổ chức để giao lưu với các cầu thủ. Thế nên, nói tôi liên tục làm phiền họ là không đúng. Các cầu thủ U23 cũng rất vui vẻ. Thủ môn Tiến Dũng còn bảo rất thích bộ phim Người Phán Xử và thường xuyên xem những phim ngắn tôi đóng. Tôi không ăn mặc hở hang, không làm gì phản cảm. Tôi livestream chỉ để cho các bạn ở nhà, không có cơ hội gặp U23 Việt Nam được thấy họ. Vừa rồi tôi cũng đi một sự kiện của các cầu thủ U23 Việt Nam, nhưng khi được hỏi về những dự án từ thiện đã hứa, tôi không nói, vì sợ mọi người lại nghĩ tôi đánh bóng tên tuổi. Hiện nay những hình ảnh cô livestream trong buổi ăn riêng với các cầu thủ là những hình ảnh hot nhất mạng xã hội. Lộ diện cục vàng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất quý Công Phượng, hay nói chuyện với Xuân Trường, cuồng nhiệt Quang Hải, nhưng đây mới là người mà ông cần nhất U23 Việt Nam. Dù chỉ có mặt ở Việt Nam hơn 3 tháng, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo đã để lại trong lòng cầu thủ lẫn người hâm mộ Việt Nam một dấu ấn đặc biệt. Sự nhiệt huyết cùng biểu cảm đáng yêu trên các bên huấn luyện khiến thầy Park trở thành thần tượng của đông đảo người dân Việt Nam. Đặc biệt nhất phải kể đến chính là việc nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mang về ngôi Á quân cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Với riêng các cầu thủ, thầy Park là một người rất gần gũi và vui tính. Ngay trên sân, ông cũng có những cử chỉ mang đến sự thân thiện với các học trò. Ông ân cần nói chuyện với Xuân Trường, xoa đầu Đức Chinh, kéo tay Công Phượng hay ăn mừng sung sướng trước bàn thắng của Quang Hải. Trọng Đại chắc tim đập thình thịch khi thầy Park ngủ ngon lành trên bờ vai anh.
Dẫu vậy, đó chưa phải là cục vàng của thầy Park ở U23 Việt Nam. Mới đây tại sảnh chờ sân bay, thầy Park đã nhẹ nhàng ngã vào bờ vai của học trò cưng Trọng Đại. Hành động đốn tim học trò khiến Trọng Đại tim đập thình thịch đã cho thấy sự vô tư tình cảm của thầy Park. Trước đó thầy Park cũng hay vỗ về, thậm chí là kéo má, cười nói với Trọng Đại. Đây đích thị là cục cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo ở U23 Việt Nam. Duy chỉ có một điều đáng tiếc với Trọng Đại, anh đã không được thầy Park cho ra sân ở VCK U23 châu Á 2018. Trưa 28 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng U23 Việt Nam trở về nước. Ông và các học trò đã trải qua hành trình ấn tượng kéo dài 5 tiếng đồng hồ, từ sân bay Nội Bài về văn phòng trong vòng tay chào đón của hàng triệu người hâm mộ. Cận cảnh căn nhà phải đi vay tiền mới xây được của Phạm Văn Mạnh ở quê, giờ thì em đã có tiền trả nợ đây rồi. Khoản tiền thưởng sắp tới sẽ phần nào giúp Xuân Mạnh và gia đình trang trải cuộc sống. Sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu không nhắc đến tên tuổi của Phạm Xuân Mạnh trong chiến thắng của U23 Việt Nam. Hậu vệ sinh năm 1996 chính là một trong những người hùng thầm lặng, làm nên vinh quang cho đội tuyển quốc gia. Tuy vậy, ít ai biết về gia cảnh khó khăn của Mạnh. Chàng trai 9X lựa chọn bóng đá như một cái nghề để có tiền trang trải giúp đỡ gia đình đang sinh sống tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Phạm Xuân Mạnh sinh ra trong gia đình có 3 người con và là con trai duy nhất gánh vác trụ cột của gia đình. Xuân Mạnh chọn cách chiến đấu thầm lặng. Năm 2015, do căn nhà cũ đã quá dột nát, gia đình Mạnh quyết tâm xây căn nhà mới để có chỗ che nắng che mưa, cách nhà cũ vài trăm mét. Nhà mới 40m² được xây dựng nhờ tiền đi vay và làng xóm vun vén giúp đỡ. Xuân Mạnh không góp tiền được nhiều cho cha mẹ vì lương ở câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An không cao. Nội thất đơn sơ phía trong, tấm bằng khen cũ kỹ. Bố mẹ Xuân Mạnh làm nghề thuần nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bố mẹ Xuân Mạnh thương con nhiều nhưng cũng vô cùng tự hào vì tinh thần thi đấu của con. Sáng nào họ cũng dậy sớm để bật tivi, theo dõi bản tin thể thao, nhắn nhủ qua màn hình, con cố gắng lên con. Huấn luyện viên Park Hang-seo tạm chia tay Việt Nam xin về Hàn Quốc sau chiến tích lịch sử ở U23 châu Á, biết được lý do ai cũng bật khóc. Kết thúc hành trình tại U23 châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo nói lời tạm biệt Việt Nam để trở về Hàn Quốc. Khi U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết, huấn luyện viên Park Hang-seo từng khóc trong phòng họp báo và nói ông nhớ vợ con, nhớ mẹ già 90 tuổi ở Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park Hang-seo là út trong gia đình, trước ông có 3 người anh và một chị gái, hiện mẹ và anh trai Sam-seo của ông sinh sống tại Hàn Quốc. Bố của huấn luyện viên Park Hang-seo bị chứng đãng trí cách đây 3 năm. Chân của ông cũng không đi lại bình thường và hiện nằm viện tại một bệnh viện địa phương. Lần gần nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo về thăm nhà là 3 tháng trước, trước khi ông lên đường sang Việt Nam để trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam. Ông Park sống cùng vợ là bà Choi Sang-a và con trai tại tỉnh Gyeongsang-nam. Bà Choi Sang-a nhớ lại rằng, trước khi ông Park Hang-seo nhận trọng trách dẫn dắt các đội tuyển của Việt Nam, bản thân ông và bóng đá Việt Nam chưa được nhiều người biết đến như hiện nay. Những gì đang diễn ra khiến bà rất hạnh phúc và tự hào về chồng. Thành tích của đội tuyển tại vòng chung kết U23 châu Á có sự đóng góp cổ vũ của người dân Việt Nam, bà Choi chia sẻ. Theo nhiều nguồn tin, huấn luyện viên Park Hang-seo đã mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần sau hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam tại châu Á. Dù rất phấn khởi và hạnh phúc, ông Park cũng muốn sớm quay lại Hàn Quốc để gặp gia đình, đặc biệt là mẹ già 97 tuổi đã gần đất xa trời. Đây cũng là khoảng thời gian gần dịp Tết Nguyên Đán của Hàn Quốc, Việt Nam và nhiều nước châu Á. Do đó, ông Park sẽ thu xếp công việc trong vài ngày tới trước khi tạm biệt Việt Nam để về Hàn Quốc nghỉ ngơi sau một thời gian. Dự kiến sau Tết Nguyên Đán, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc. Trước đó, ngày 11 tháng 10, 2017, VFF đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với huấn luyện viên Park và ông nhận trách nhiệm dẫn dắt cả 3 đội tuyển là đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 và Olympic quốc gia. Mr. Đàm bức xúc khi MC Tùng Leo phát ngôn, phường Hát Tuồng bung xõa trong ngày vinh danh U23 Việt Nam.
Mr. Đàm tỏ ra khá phật lòng và cho rằng cụm từ phường hát tuồng của Tùng Leo đã đụng chạm nhiều nghệ sĩ trong nghề. Mới đây trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải ảnh chụp màn hình bài viết của MC Tùng Leo và các hoạt động vinh danh U23 Việt Nam. Cụ thể dòng trạng thái có nội dung như sau: nhớ lại, hôm qua có thể thấy bức tranh toàn cảnh của tình yêu bóng đá và những trò lố màu mè, dịp để phường hát tuồng bung xõa. Trước ý kiến của đàn em, Mr. Đàm tỏ ra khá phật lòng, anh viết: hơi bất ngờ về em, buồn một chút về em vì lâu nay mình rất ngưỡng mộ và quý em này. Sao lại dùng chữ phường hát tuồng vậy em? Vậy em thuộc phường khóm nào khi hàng đêm em cũng cầm mic bước lên sân khấu và ăn cơm tổ cùng với chúng tôi? Em cũng được mọi người nhìn nhận là một nghệ sĩ mà Tùng ơi, có cần phải gắt với nhau vậy không em? Có đáng để mình phải thành người lạ không em? Thừa trí khôn để biết, em xài từ đó để ám chỉ gì em ạ? Cựu huấn luyện viên giọng hát Việt khẳng định: xưa nay anh cực kỳ căm ghét, ai xem thường khinh khi người làm nghệ thuật. Giọng ca Bình Minh sẽ mang em đi cho rằng cụm từ phường hát tuồng của Tùng Leo đã đụng chạm rất nhiều nghệ sĩ. Đó là một cách nói khinh miệt dành cho cả những nghệ sĩ sân khấu. Khác nhất là những người đã trót mang tuồng cổ, một ngành nghề đang cần được vực dậy trước sự lấn át của những thay đổi về giải trí hiện nay. Không lẽ trước giờ những cái giỏi cái khéo của em là giả sao Tùng? Anh không tin vậy, nhưng lần này cân sai, Mr. Đàm chia sẻ. Cuối cùng, cựu huấn luyện viên thần tượng Bolero chia buồn cùng các nghệ sĩ đã quẩy hết mình cùng anh trên sân khấu gala vinh danh U23 tối ngày 27 tháng 1. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định vì quý mến đàn em nên mới nói thẳng thắn lên tiếng dạy dỗ khi Tùng Leo có phát ngôn động chạm nghệ sĩ như vậy.